Chữ đẹp nha. Dạ. Từ từ để anh quay lại quay cho. Còn máy trước này, nói chung là máy sơn zin hết, từ A đến Z liên lạc nha, coi nha, coi kỹ nha. Có, thấy chưa? Rồi, hàng nguyên bản yên tâm. Rồi coi kỹ cái này rồi qua tiếp cho coi này. Cái máy mỏng này. Vốn á. Vốn á. Thấy chưa? Dưới đó đang máy gì? Thấy chưa? Rồi. Rồi, cái này là giờ anh gọi xe ba gác nó chở xuống cho em. Mà trên lầu hay dưới đất vậy? Rồi, dưới đất đúng không? Anh gọi xe ba gác chở xuống cho em. Rồi em test máy xong rồi em đưa tiền cho chú ba gác. Rồi có gì ai phụ máy kia lên giùm anh nha. Ừ. Còn không thì chuyển khoản cũng được. Khi nhận máy em chuyển khoản cũng được. Rồi chú về. Rồi, con máy này là em bù 9.2 triệu nha. Không, không, anh chi phí anh chở ba gác từ dưới đó về đi lên đi xuống hết 500 ngàn luôn. Ở đây chi phí không ạ? À? Nè, máy đẹp bơm dầu, ở trong máy đàng hoàng hết, duy nhất đó. Lại mũi đàng hoàng. Bàn máy là bàn zin luôn á. Chân này tới 18 kg lận, chứ không phải chân Việt Nam đâu. Chân này chân tăng đưa luôn đó. Rất là cứng. Bao em xài, bàn này là bàn thành công luôn á. Chân bàn này bao nhiêu? 25 chứ không phải chân bàn mới bây giờ đâu. Rồi. Ủa bà gác cho ai dám đi xuống đó không ta? Không mà hốt rồi. Kêu sơn đi giao trước này. Ông ông đang qua. Máy này bây giờ em okay. Em nhắn cho anh cái địa chỉ. Em giao cho chị khách ở Bình Chánh nha. 900